nói gì cho ngầu đi anh Tiến. Chào mừng mọi người đã đến với phi vụ bắt gà của Hiệp hội Trai Thẳng Bình Phước. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt con gà trắng kia. Nói chung trong này nó có một con gà trắng, biết vậy là được, đưa vô. Coi chừng thỏ nó chạy ra nha. Rồi, mời anh. Dạ. Thì một mình anh thôi. Không, hai người. Em bắt, anh của Vũ. Lớn rồi, làm gì đó hả? Nhanh. Không còn thời gian em ơi. Anh cho mà đúng không? Con gà đó. À, con công á, con bự á. Cái xin con trắng anh ừ mà. Con chừng nó mổ đầu đó nha trời. Mình chơi chiến thuật 3-3-4 nha. Chiến thuật 3-4 nha. Rồi nó luôn. Hai con công nó dữ quá, nó cắn không anh? Con chứ. Ơi. Tới ngày rồi con ơi. Hai con má công đứng yên đi má, không có bắt má nó khỏi chạy. Hai mấy con đứng yên giùm anh đi, anh không có bắt em. Ai có ai phiên dịch biết động vật giùm tôi không? Cái để anh nói quá nói nó không hiểu kìa. Không có bắt hai con công mà nó sợ nó chạy không à? Chú mình còn tôi sợ nó sợ quá 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 sợ quá trời. Anh ơi, nó kìa. Mọi người thấy không? Mình bắt gà xong rồi. Bên đây còn chưa hái rau nữa. Mình đi mình nghỉ ngơi xíu đây. Rồi khỏi xong thì mình làm việc tiếp đúng không? Để thôi. Nè nè, muốn tiếp, để đi muốn tiếp. Hay quá cái cốc hái vậy hả? Không biết. Trời ơi, đó giờ không có biết luôn á. Tưởng là cốc nó mọc ở ngoài trời. Đừng nói nó nhỏ quá. Cái chùm này nè. Ừ, nó chưa chín rồi mà mình hái. Không chín rồi. Ê, mượn cái dù. Mượn cái dù đi. Bây giờ mình trời mưa thì mình phải đi tìm, tự tìm đồ ăn thôi mọi người ơi. Cầm cái dù giùm em, nè. Từ từ nha. Từ từ rớt cái chùm bây giờ. Rồi. Ai em. Đây, đi tôi bẻ cái chùm cho rồi. Trời ơi. Vô. Đủ chưa? Đủ rồi đó. Trời ơi. Mất hay rõ ràng. Chết hay. Hả? Chết rồi, cho chủ nhà ra mọi người ơi. Vô đây du lịch thôi mà cũng cũng hái. Đúng rồi anh, em thấy nó rõ nhiều lắm anh. Cái rổ này chỉ là một cái nhỏ thôi anh. Ba bao. Hai nãy giờ ba bao. Có luôn hả? Em thấy mà. Em biết em định nè. Em lại bắt gà anh thôi. Anh Bông Kiếm đi đâu vậy? Đi đâu vậy hả? Vậy nói chung là tới khu du lịch Hồ Suối Giai là sẽ được thưởng thức những thực phẩm trái cây gà rất là tươi ngon nha mọi người. Đó, đây nè mọi người thấy không, mình sẽ được tận tay đi hái luôn và mình được tận tay hái và được tận miệng ăn lộn đi. Sao đâu trời ơi, ớt đã mọi người á. Mình nghe đồn á là ở đây có dưa hấu, mình sẽ đi tìm dưa hấu mình hái. Trời ơi, mình thấy chú dưa hấu nó bự lắm mọi người. Để mình hỏi đi anh. Tình trồng toàn những cây dễ thương. Nào là hoa, là rau, là... Ê, cẩn thận, có chừng đạp vô trái cây. Tại em hả? Tại em trái dưa gan. Đây, để Bông Tím làm nè. Đập vô đùi hồ một trăm. Đây em. Rồi đứng đùi lên. Thôi đâu. Không phá nát cái miếng quen. Có dưa gan nữa nè. Làm lại cho nè. Chân đạp ra chứ. Ăn dưa gan không? Má hết vườn của người ta rồi cầm. Cái trái dưa nó cứng thiệt. Má thật sợ. Nó còn cứng. Còn má nó cứng. Cứng lắm. Đập nó ra. Đi ra, đập cái dưa của người ta nè. Cái này mình hái được hả? Lát tôi lượm sao nha mọi người. Giờ cái trước lên cái phòng tiếng nha. Rồi xong cũng. À bữa nay nhà ăn năm rớt rồi. Ồ. Nhà ba chồng còn cây dế sờ. Giúp ớt vô cho nó ngon. Cho nó cay nhờ.
Rồi đó, hết ớt luôn rồi đó. Trời, cà tím nướng chắc nướng không hết đâu. Bao nhiêu đủ rồi đó. Sao sao đâu anh? Không không, xong rồi. Quay được, được rồi, được rồi, được rồi, insert đầy đủ rồi. Bây giờ mình lấy trái cây ra, mình làm một cái dĩa trái cây. Mọi người có phát hiện ra được là tại sao là trái dưa này màu hồng mà giờ lòi ra trái dưa màu đỏ không? Đó chính là tại vì lúc cô Hồ Bích Trâm đi ra set up máy quay thì cô Thanh Nhàn đã đi ra vườn dưa và cẩn tay trên một trái dưa màu đỏ. Ngon được á. Trái này ngon, trái ngon, thái trước rồi. Công nhận ăn mà ăn trên đầu lên cái đây cái này nè. Chua, rồi mình đi luôn. Mình đi ra lên trên trên con thuyền rồi ra luôn. Ủa ai tự nhiên nhét cái trái cà tím vô đít con gà vậy? Nè, tôi không phải là có chuyện không nói có, gắp lên cho người ta coi. Dục dạ. Trời ngon ơi lắm. Ngon lắm, ăn miếng không? Trâm ơi. Con gà đen của ông Thành bắt nè, ổng đâu mất rồi. Trời sao nhiều dữ vậy? Trời ơi, chắc 5 con luôn hả anh? Có 12 người xem mà quay hoài. Nhiều dữ vậy? Con này là bồ câu. Bồ câu. Một con gà và 4 con bồ câu. Rồi xong, bây giờ chúng ta làm trái cây, rồi bỏ nó cái dĩa lên nữa nè. Em gọt gọt cái này nữa nè. Có trái cây ăn hả? Xong mình đi ăn hết rồi. Rồi, giờ đi nè, đi ra nướng là xong rồi đó. Tinh 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 tinh. Đây. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu ở hồ Suối Giai, mọi người thấy không? Ở đây khá là đẹp. Đáng lẽ là giờ này mình đang ngắm bình minh. Lộn à, ngắm hoàng hôn. Rất là đẹp luôn. Chiều tà luôn. Rồi mình ngồi mình câu cá, mình nhâm nhi đồ. Cuối cùng bây giờ trời mưa, kệ trời mưa. Trời mưa mình vẫn có thể bày trò được ở hồ Suối Giai luôn nha mọi người. Trời đó chính mưa là... tôi chưa hiểu trời mưa. Đúng không? Đúng. Bây giờ mình đi, mình ở trần ở chuồng đi tắm mưa mới vui nè. Hai cái đó bậy à. Hay lắm. À, không thích hả? Không thích lắm. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ nướng đồ ăn nha mọi người. Đây là tất cả nguyên liệu của mấy anh ở đây đã chuẩn bị cho tụi mình. À, tụi mình chỉ việc đi hái rau rồi này nọ thôi. Nhưng mà sao tôi đi bắt gà nha? Anh đi bắt gà, ở đây có một con gà của anh nè. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ nướng. Đội tụi tôi không được thắng thôi nha. Ừ, đội mình phải thua. Nướng thôi nha. Chứ không phải đội tôi giỏi nha. Còn đội bên kia sướng lắm coi nè. Quay bao nhiêu người mà tới lúc quay không đủ. Ủa. Ủa anh chị chụp hình bên kia xong chưa? Ủa, xong vô đây, vô đây. Tại vì anh chị thắng thì anh chị được hưởng thụ. Rồi. Đây. Cái món cá này là bé Trâm ướp nè. Chuyên nghiệp quá, chuyên nghiệp quá đầu bếp ơi. Rồi, anh sắp mở quán ăn không biết hết em. Đây sẽ là một hành trình trải nghiệm thật là đáng nhớ dưới trời mưa. Ướp gì chuột lột. Gà nướng một bên, cá nướng một bên đi ha. Để coi làm thấy hoành tráng gì đó, coi nướng có ra hồn gì không. Mình để khoai ở dưới luôn á chị, nó nhanh chín lắm. Giờ thích để trên được không? Bây giờ mình hưởng thụ cho nên là mình... đang nướng gì đó, lấy sao ra nè. Ừ, mình... Giờ mình kiên lên, bỏ lùi. Không thích á. Rồi sao anh Bông Tiếp? Đi về! Đi về! Chị Trâm giấc giả rồi, anh Thành giấc giả rồi, nướng đi nha. Nướng em đi chơi đây. Ăn cho ngon, coi cho đẹp. Trời ơi, đã thiệt luôn á, quá đẹp luôn á trời. Trời mưa bong bóng bập bồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Em ở với anh nè. Em nhảy thà em xuống đây còn mình hơn. Mình ở tôi cuộc, mình là đồng đội mà, ở với anh đi. Thà em xuống ao với em không thể nào mà ở chung với ổng được nha, mọi người ổng khùng lắm. Mình nướng mà, mình nướng than nó mới ngon nha. Sao nó sắp chín rồi? Sao nó cháy rồi? Cháy rồi mà cháy. Cháy là cháy màu nó vậy á, chứ cháy. Ồ vậy hả? Ủa, vậy kiểu, hả? Cái kiểu màu wow. Con vậy á. Cái kiểu nướng nó màu như kiểu nướng của chị Trâm nó vậy đó. Vậy là cái món gọi là cái món bồ câu nướng này được lấy cảm hứng từ áo của Hồ Bích Trâm. Không, và những vệt son trên mặt em nè. Mọi người có thể lấy cảm hứng từ đó. Áo của Thanh Nhàn được không mọi người? Áo Thanh Nhàn màu nâu hả? Được luôn. Cái gì? Màu này màu nâu. Màu này màu nâu với màu gì? Màu đỏ cam. Trời màu này màu cam trời ơi. Hồng mấy má ơi, mấy má mù màu hả? Ông mới mù màu á. Anh Thành này anh sao á? Cái áo màu hồng vậy mà nấu gì ta? Mình chở cái con gà này coi thử nó như nào. Mất nhìn vô áo em đi. Mọi người coi tới khúc này. Anh ơi lo chở đây nè. Để ý giùm tôi nha, cái áo này màu hồng nha. Kệ đi. Nó cháy á, lửa nó tốt quá. Than tốt quá mọi người à. Tốt lửa hơn tốt nước sơn sao? Cho nên là mình phải chịu khó mình chở chứ không là
Lửa thử vàng. Vàng đang thử sức. Ôi giờ chơi châm ngôn không ta? Lửa thử vàng. Sao? Chơi tu thử nướng. Chính rồi đó, chính lửa rồi, chính vàng. Rồi. Vàng. Chính rồi. Chim cút nè, chim cút hả chị? Chim bồ câu bà, con cút nào mà bự vậy? Anh chủ ở đây nói là cá dưới đây thì không có được nuôi bằng đồ ăn công nghiệp như cám hay như đồ ăn cho cá, cho nên cá ở đây chỉ ăn đồ ăn thiên nhiên thôi. Thì vì thế nên anh đã cho cá ăn những cái thức ăn từ thiên nhiên của anh tạo ra. Cá tươi á mọi người, cho nên khi mà mình ấy á là cái miếng thịt này nè, nó nhô lên á là cá ấy rất tươi luôn. Cá này là được bắt ở dưới cái hồ Suối Giai. Nhà của em làm đi em. Có làm thì mới có ăn chứ. Đâu dưng ai dễ đem phần đến cho. Ủa vậy chứ bông tím đang làm gì? Nó cháy gà kìa, nó cháy chim cút kìa anh ơi. Anh đây, anh đây. Chim của anh không có canh để nó cháy kìa. Ăn thôi, ăn sao ngon nữa. Ừ, bếp công nhận bếp than nó nóng á. Đem, nhanh đem, chín đem, anh đem. Ha. Đây là đựng chim cút. Dạ. Hả? Chim bồ câu đúng không anh? Đây là con chim bồ câu mà chị Trâm đã nướng chín. Thì bây giờ Nhàn sẽ cắt ra. Ra. Ờ, hồi nãy nó chưa chín thì sau khi chị Trâm đã nướng lại thì nó đã chín rồi nè mọi người ơi. Ngon quá à. Hồi xưa ba em nói là nên ăn cái cánh của con chim bồ câu á. Sau này ước mơ của em cánh chim luôn cho con. Thôi em nói rồi, em không nói nữa. Ước mơ của các bạn sẽ được bay cao, bay xa. À, ăn cánh chim, bay cao, bay xa. Ví dụ ăn cánh gà thì sao? Ăn gà đâu bay được. Bay được chứ. Gà nhà em bay được. Vậy là ăn cánh gà là bay lưng lửng thôi, ước mơ mình sẽ bay lưng lửng thôi. Vậy là mình ăn cánh con nào mà bay cao thiệt cao á. Con chim nào bay cao ta? Con chim đó. Con chim đó không nên nói ra ở đây. Con chim đại bàng. À. Còn ví dụ mình ăn cánh con cút là mình đuổi dưới đất không hả? Con chim hạt. Chim hạt. Mày đang cắn con cút là mình lũi dưới đất không á? Không bay lên trời được luôn. Không, chim này bồ câu mà. Ừ, bồ câu bay cao mà. Chim Hòa Bình, anh biết không? Vậy là mình ăn cánh chim này mình sẽ không còn cãi nhau nữa. Ba em nói vậy nè, ba nói là con chim bồ câu á. Ba em có dạy cho em biết là khi mà mình được mời vô vlog của người ta thì mình nên nói ít lại không? Để cho người ta nói nhiều hơn. Ủa, Trâm ơi, nãy giờ mới nói luôn rồi Trâm. Thiệt luôn á. Thì nãy giờ mình được mời, cứ nói thoải mái đi, mấy cái bạn này đâu dụng đâu. Cảm ơn. Mấy đoạn nào có giỡn. Là nãy giờ em nói là mình thu luôn. Thu là gì em? Cái thù đó cho em dựng vlog thanh nhầy vlog và bông tím vlog không ạ? Bông tím chờ neo. À, bông tím chờ neo. Rồi bông tím chờ neo, gần sắp vượt 100 rồi. Em có tên Thanh Nhàn ngu xì. Bao nhiêu sập? Nhiêu sập? À, Thanh Nhàn ngu xì chơi cỡ lại, cỡ nào lại bông tím chờ neo? 4.000. 4.000 sập nghỉ chơi đi bạn, bằng số lẻ tôi nữa bà ơi. Nghỉ chơi, nghỉ chơi. Khi nào người 5.000 sập mới chơi nha. Mọi người hãy vô tên là Thanh Nhàn. Em bán channel. Em bán channel, em lên 10.000 em đi lãnh nút gỗ được đó. Là YouTube phát cho em một cái nút bằng gỗ, xong em lên 100.000 là phát em mới phát cái nút bạc. Còn lúc 1.000 là em đi lãnh cái nút áo. Xong rồi mọi người ơi. Dù trời mưa nhưng mà chúng ta vẫn có một buổi tiệc rất là hoành tráng. Đó, rất là thiên nhiên luôn. Sau khi bông tím và Thanh Nhàn đã nướng thịt và cá và gà rất là cực khổ mọi người, và chúng ta đã có một cái buổi tiệc rất là nhiều. Hình ảnh trên clip có hết. Hình ảnh trên clip có hết, muốn nói gì nói. Rồi, đúng rồi, bây giờ thì mình phải có một điều quan trọng mà mình từ sáng tới giờ đã trải qua 2 tập rồi mà vẫn chưa xuất hiện. Đó là anh chủ của ở đây và anh Khang nữa. Đây hai anh là cùng nhau hợp tác với nhau để mà khai phá ra cái hồ Suối Giai này. Thì thật ra mình cũng không biết ở đây luôn mọi người. Ở đây cũng còn rất là hoang dã nữa, rất là thiên nhiên, rất gần gũi luôn. Chưa có ai thác thì đây, ông chủ đây là cái người mà đã về đây để mà khai thác du lịch. Đây xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Vin, còn đây là anh Khang Trần. Mọi người biết không? Đang làm phim. Bỏ phim về đây sống vậy đó mọi người thấy không? Chính lại nha, không bỏ phim. Chạy có phim đây làm. Sợ thì bỏ, sợ liền, sợ liền. Có nghĩa là sau mùa dịch là anh Khang về đây khai phá cái này, đúng không anh? Không làm cái này thấy lời ngon quá, không đi làm phim nữa. Chắc lời từ hồi sáng giờ tụi mình xuống tụi mình phá quá trời không ăn không ra, không trả đồng nào luôn. Mình phá quá vậy là lỗ vậy là lỗ vậy nha. Thôi, giờ bây giờ là diễn viên tụi em cũng xin thay mặt cảm ơn hai anh rất là nhiều. Từ hồi sáng giờ hỗ trợ tụi em rất là nhiều. Tập này tập thứ 3 rồi mọi người. Thôi hỗ trợ tụi em rất là nhiều cho nên tụi em này là bia nha, không phải trà đá cho mọi người ơi. Một, he, ba, vô. He, ba, vô. Ba, he, uống. Cần quá.
chưa bao giờ uống bia mà nó ngọt như nước ngọt của bông tím luôn á. Uống thử không? Ngọt lắm. Tại bia mình được đãi á, nó ngon vậy. Đãi anh đãi á. Sẵn đây á, anh cũng thay mặt khu du lịch Suối Giai. Dạ. Cũng cảm ơn em. Cũng một đứa em tình cờ nó lên đây để tham quan rồi trải nghiệm cái khu du lịch này. Dạ. Thì, bữa nay thời tiết á, tuy nó hơi không ủng hộ cho anh em mình lắm. Dạ. Nhưng mà với lòng nhiệt huyết ekip. Đó, thì anh hy vọng nó sẽ mọi người á, sẽ ủng hộ cái chương trình trải nghiệm của đứa em mình. Dạ. Vô, anh nói hay quá, vô. Dạ. Không say không về. Ba. Vô. Còn không có he nữa, không he nữa chú. Em để bạn tích chặt luôn. Rồi. Dạ đây mọi người ơi, đây là đồ ăn ở đây. Mấy anh đã chuẩn bị nào là chim bồ câu nè, rồi gà nè, rồi cá lăng nướng nè. Nói chung là cây nhà lá vườn thôi. Trời thì mưa gió cho nên là cũng không có đi đâu để mà mua được nhiều hết. Thì có cái gì mình ăn ở đó nha mọi người. Bây giờ kìa, bây giờ mình có quay không thì mình ra kia uống cà phê đi hai đứa. Nói chung thiệt luôn. Đáng lẽ là mọi người sẽ có được một cái series gọi là sinh tồn rất là hấp dẫn. Đúng rồi. Hai đã chuẩn bị cho tụi mình đi thuyền qua đảo bên kia. Đúng rồi, dẫn liều. Dẫn lều, nấu ăn, nướng cá rồi không, sáng bắt cá xong mưa. Đã có thể là vô. Vô ăn. Rồi. Ăn xong, tính ra làm tiếp. Cái tiết mục mà em thích nhất đó là hái dưa hấu. Là em với lại không biết. Ủa cái gì đâu. Trái rất là đỏ, rất là to. Còn chân thì ngược lại. Nói chung là hy vọng là mọi người vẫn sẽ ủng hộ cái clip này. Lại vô. Vô. Trời vô nhanh dữ vậy trời. Chắc nước thì sao á. Không, thật sự á mọi người. À, xuống hồi Suối Giai á thì mình có rất là nhiều cái trải nghiệm. Trâm thấy là ở đây á là gia đình vào dịp cuối tuần á thì mình có thể về đây. Từ Sài Gòn xuống đây thì có khoảng 84 cây thôi. Thì mình tìm cái khu du lịch hồi Suối Giai á là ra nha mọi người. Mà mình vào đây á thì mình có thể là thuê được cái homestay. Mình ở mình ngủ chung với gia đình, ngủ được, ngủ được. Cái phòng hồi nãy mình chơi game đó là cái phòng ảnh cho thuê vậy đó, rất là xinh. Cái đó là để đi cho bạn bè. Còn nếu mà gia đình thì mình sẽ có một cái căn nhà mà có đèn nó lấp la lấp lánh á. Một hồi nữa ảnh sẽ insert đó, đó đó. Thì mình ở gia đình rồi mình có thể tự nấu nướng nè, mình nấu ăn nè, rồi mình ra mình câu cá nè, mình tắm ao, tắm hồ nè, rồi mình chụp hình nè, mình selfie nè, rồi mình làm cái gì đó nữa thì muốn làm gì làm. Còn mấy bạn nào mà ế rồi không có ai cưới, không có gia đình rồi đi một mình xuống đây cũng được, chơi với cá với đồ. Dưới đây cũng nhiều cá. Thôi không được đâu. Có gà, có chim công rồi trong chuồng nữa kìa. Đó. Với lại ở đây á mọi người được một cái là khi mình về đây mình khám phá, mình tham quan á thì mình cảm nhận là nó gần gũi, nó giống như nhà của mình ở quê vậy đó. Cho nên là mình vừa đi hái rau củ quả nè, rồi vừa đi bắt gà nè, mình nấu nướng này nọ, bơi xù nè. Có vườn, có gà, có hồ cá gì nọ là giàu lắm á Trâm. Nhà Trâm ở quê cũng giàu vậy. Ủa em đâu nói nhà em nghèo đâu anh, nhà em giàu lắm. Không có giàu về tiền bạc mà giàu về tình cảm. Tình cảm không có nuôi được con cá với con gà. Thôi ăn đi. Đây nè, ngoài quản lý ở đây. Dạ. Còn một miếng tay nữa, tay gì không? Dạ, đầu bếp. Đầu bếp đây. Nhưng mà anh Bin, anh tại sao là anh quyết định là anh về đây để mà anh làm gì vậy anh Bin? Thấy ở thành phố biết nó cũng ngột ngạt quá. Dạ. Thấy nó thoải mái. Dạ. Hèn chi, hèn chi anh Bin về đây anh thoải mái của anh nè. Đó, anh rất thoải mái. Về đây anh thấy cái con suối này ưu ái cho anh. Dạ. Cái khu đất này. Dạ. Anh quyết định ở đây để phát huy ở đây. Dạ. Phát triển ở đây. Nhưng mà trước mắt thì thấy hôm nay cảm ơn gia đình rất là nhiều. Dạ không, mấy này không phải gia đình em đâu. Không phải gia đình em đâu. Trời anh ơi, em chán lắm, em đi với mấy này em mệt lắm. Em rất là mệt, nhất là ông nội bông tím. Thật sự bữa nay rất tiếc là cái gì không? Mình không được hưởng hay là gì? Trời. Dạ. Mặt trời mọc đây. Hôm nay không thấy mặt trời mọc lại cái màu. Dạ. Sâu trong kia nữa hả? Đúng rồi. Dài trong đó luôn rồi này. Nếu có dịp ở đây gia đình của mình hay là cái team của mình đó có dịp lên nào đó sáng sớm hay là mình nói lại đón bình minh. Đúng rồi, đón bình minh rồi ngắm hoàng hôn. Chính xác. Cái hồ này 25 cây số vuông. Đúng rồi, nó rất là lớn, to gấp 25 lần quận 4 luôn. Quận 4 có 1 cây số vuông. To quá mọi người. Ủa? Thanh Nhàn cũng như bông tím và anh Thành cảm ơn chị Trâm đã tạo cơ hội cho tụi em có một ngày vui chơi thật là thoải mái. Không đừng cảm ơn chị, hãy cảm ơn hai anh đây nè. Đây, chị chỉ là cái người mà móc nối tụi em thôi, còn đây là hai người hai người anh đã anh Bin và anh Khang mọi người, anh Khang không có reo nha. Mọi người biết Khang Tiến đã anh Bin và anh Khang là hai người có những cái tấm lòng vàng rồi. Xong, nói chung là bây giờ cũng đã hết rồi.
hết thời lượng của chương trình. Nói chung là ăn uống là cũng no say rồi. Thế bây giờ là bây giờ tính Sài Gòn. À đúng rồi, đúng rồi. Em lộn với chứ không ta đây. Hết thời lượng. Trời đất ơi. Dạ là bên trong là hết cái lời Thảo Mai rồi. Rồi, nghe Thành nói nè. Hết lời Thảo Mai rồi. Hết giấc xong rồi, ăn xong no rồi hiểu không? Nói chung là giờ hết ngày rồi. Hết ngày rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau. Và cảm ơn anh Biên có đi lại cây rất là nhiều. Du hỷ hai ba. Du hỷ cùng chăm. Anh Khang, anh Bình, khu du lịch Hồ Suối Giai. Đó. Hồ Suối Giai, khu du lịch. Rồi, vô. Mời. Đây, cái chưa tắt nha. Một, hai, ba. Vô.